قد يسألك سائل يقول هل أنت مسلم؟ Và đôi khi chúng ta sẽ được hỏi anh có phải là một người Muslim hay không? تقول نعم أنا مسلم. Thì chúng ta trả lời vâng tôi chính là một người Muslim. طيب ما هو الإسلام؟ كيف أكون مسلم مثلك؟ Và một câu hỏi khác Islam là gì? Islam nó như thế nào và làm như thế nào để trở thành một người Muslim? الإسلام بأن تشهد أن لا إله إلا الله يعني لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله أكفر بجميع ما عبد من دون الله وأثبت العبادة لله وحده لا شريك له. Islam đó chính là chúng ta tuyên thệ không có thượng đế nào khác ngoài Allah và chúng ta phải tôn thờ duy nhất một thượng đế Allah. Đồng thời đó chúng ta phủ nhận, chúng ta bác bỏ hết tất cả những cái hình thức tôn thờ những cái thần linh khác và chỉ tôn thờ duy nhất một thượng đế Allah. لا إله إلا الله بناء هذا البناء يقوم على ركنين على عمودين. نعم. لا إله إلا الله nó chính là một công trình, nó chính là một cái nền móng và nó dựa trên hai cái trụ cột. الركن الأول أن تكفر بجميع ما يعبد من دون الله. Và cái trụ cột thứ nhất đó chính là chúng ta phủ nhận, chúng ta bác bỏ hết tất cả những cái hình thức tôn thờ khác, những cái thần linh khác ngoài Allah Subhanahu wa Taala. الركن الثاني تثبت العبادة لله وحده لا شريك له. Và trụ cột thứ hai đó chính là chúng ta khẳng định chắc chắn một điều rằng Allah là thượng đế duy nhất và chúng ta phải tôn thờ Ngài. ولا بد أن تشهد أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو عبد لا يعبد. Và điều bắt buộc đó chính là chúng ta phải xác nhận, chúng ta phải chứng nhận rằng Muhammad chính là sứ giả của Allah, một người đã được Allah lựa chọn từ rất là nhiều người để trở thành một vị sứ giả và làm một bề tôi không bao giờ phản bội Allah. Wa huwa rasul alayhi salatu wassalam la yukadzdzab. Và đó chính là một vị thiên sứ được Allah gửi tới không bao giờ nói dối. Na'am.